Chào mọi người nhé, hôm nay em lại có ít máy để bán cho mọi người đây. Trước khi bán thì em cho mọi người xem cái con iPhone XS Max này. Con này là con máy của Trung Quốc nhé. Đây là con máy của bạn khách, bạn ấy mua là 2 triệu 7. 2 triệu 7 con máy này. Đấy, bạn ấy bán lại cho em là 400 nghìn. Vì con máy này nó là máy tàu, không thể sử dụng được luôn mọi người nhé. Đây này, máy iPhone nhưng mà chạy CH Play luôn này. Đấy, nó chạy hệ điều hành Android này. Đấy, em vào cài đặt cho mọi người xem. Đấy, cài đặt các thứ nó như đúng rồi luôn. Đấy, giới thiệu này. Đấy, đây này, công suất là 512 GB, đây cũng bản NNA của Mỹ đây. Đây em so sánh cho mọi người xem máy xịn nhé. Đây là con máy cũng là iPhone XS Max em đang sử dụng, cũng là bản 512 GB. Đấy, mọi người nhìn thấy cái icon máy xịn nó khác hẳn luôn, một trời một vực với lại cái viền màn hình nhé. Đấy, cái viền màn hình của con máy xịn ấy thì nó mỏng hơn rất là nhiều so với con máy tàu nhé. Đấy, cái viền này để em cho sát cho mọi người xem. Đấy, mọi người thấy cái viền màn hình không? Đấy, nó khác nhau rồi. Đây, vào phần cài đặt này, đây giới thiệu này, đây nhìn thấy không, nó đã khác nhau rồi. Đấy, bản NNA này. Đấy, nhưng mà đây là cái phần dung lượng bộ nhớ thì nó đây là nó ghi là dung lượng, còn đây nó ghi là công suất. Đấy, máy phách nó ghi là công suất. Đấy, nó khác nhau rất là nhiều nhé. Đấy, mọi người mua, mọi người để ý với tầm 2 triệu 7 thì mọi người chọn rất là nhiều máy hàng công ty ngon để trải nghiệm, chứ máy tàu 2 triệu 7 này mọi người mua sẽ không dùng được. Đấy, bạn ấy mua về dùng đơ đơ nát nát, nói chung là nghe gọi nhắn tin còn ok, chứ còn nếu mà để vào lướt web các thứ con này ấy, cực kỳ là chậm và đơ nát luôn nhá. Nói chung là chỉ để dùng để chữa cháy thì ok. Đấy, em mua bạn ấy là 400 nghìn. Đấy, mà bạn nào thích thì thêm cho em 50 nghìn nữa, em lấy tiền xăng em ship cho mọi người thôi, 450 nghìn. Đấy, con này thực ra là em mua để gọi là giới thiệu cho mọi người để mọi người tránh đỡ bị lừa thôi, chứ con này không dùng được nhé. Rồi, tháo ra nó còn có, nếu mà con này tháo ra nó còn có hai miếng chì bên trong này nữa cơ, này cầm nó mới đầm đầm máy này, chứ còn nó mà không lắp chì vào thì con này cầm nhẹ tênh luôn. Đấy, nếu mà ai đã từng mua nhầm những dòng máy tàu này thì mà đã đi sửa chữa rồi thì sẽ biết ngay. Nó em tháo ra mấy con này, nó có miếng hai miếng chì hai đầu ấy, cầm nó để nó đầm đầm tay ấy. Đấy, ok. Đấy, với tầm 2 triệu 7 thì rất là nhiều máy ok để cho mọi người lựa chọn. Đây là tất cả những máy em bán, nếu mà mọi người phát hiện nó là máy hàng tàu hàng Trung Quốc không phải là hàng chính hãng, em tặng mọi người luôn, biếu luôn mọi người thêm 10 triệu nữa, bởi vì máy em bán đây tất cả máy đều máy chính hãng hết nhé, không phải là máy hàng của Trung Quốc tàu lậu như con Z Max kia, nên mọi người mua, chú ý nhé. Đây con này Samsung A50 này em bán cho mọi người 2 triệu 9 này. Đấy, đắt hơn con tàu kia có 200 nghìn thôi, nó là máy chính hãng luôn nhé, A50. Con này cũng A50 này, bán cho mọi người là 3 triệu 3 này. Con này cũng A50 này, 3 triệu 3 này. Con này là A9 2018 này, bán cho mọi người là 3 triệu 3 này. Con này là A9 2018, bán cho mọi người là 3 triệu rưỡi này. Con này là con A30S, bán cho mọi người là 3 triệu 6 này. Con này là con A31, bán cho mọi người là 4 triệu 3 này. Con này là con Note 8 này, bán cho mọi người là 2 triệu 7 ấy, bằng con XS Max xịn luôn của bạn kia ấy. Con này là con Z6 Plus. Con này bán cho mọi người là 1 triệu 9 này. Con này là Samsung S9 Plus, bán cho mọi người 5 triệu này. Con này là con A50s, bán cho mọi người là 4 triệu này. Con này là con A51 này, bán cho mọi người là 4 triệu rưỡi này. Con này là con A51, bán cho mọi người là 4 triệu rưỡi này. Con này là A71, bán cho mọi người là 6 triệu 4 này. Con này là Oppo Zero 2, bán cho mọi người là 6 triệu nhé. Đấy, máy mới Phonebook nhé. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng máy cho mọi người. Trước tiên là con A50 này. Con này thì viền xấu nhé. Đây, mọi người nhìn này, viền rất là xấu luôn. Đấy, viền chóc sơn này, xấu này. Viền xấu rồi nhé. Nhưng mà kính đằng trước, kính đằng sau của nó lại đẹp nhé. Đấy,
và rất là zin luôn. Đấy. Nâng này, nâng đằng sau của bọn A50 thì nó là nâng nhựa chứ không phải nâng kính nhé. Nhưng mà con này nâng nhựa nhưng không bị xước nhé. Đấy, nó chỉ bị chóc viền như vậy thôi. Rất là đẹp. Con này bán cho mọi người là 2 triệu 9 nhé. Màn đẹp không ám ố gì. Đấy, màn rất là đẹp luôn. Đây, em cho mọi người xem dung lượng và bộ nhớ của nó. Đây này, con này là RAM 4GB này. Bộ nhớ 64GB nhé. Đấy. Rất là ok luôn. Bán cho mọi người là 2 triệu 9 nhé. Rồi, đến con này cũng là con A50. Con A50 này thì viền đẹp nhé. Con này thì viền rất là đẹp luôn. Đây, cho mọi người xem cái viền của nó cực kỳ là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Không bị chảy xước hay móp méo gì như con kia đâu. Đó, rất là đẹp. Nhưng mà con này kính lưng lại hơi xước hơn một chút nhé. Đó, kính lưng thì xước hơn một chút. Con này thì kính lưng xước này dán BBF vào em bao đẹp luôn cho mọi người nhé. Màn đẹp không bị xước gì, trong veo không ám ố gì. Con này thì nó lại là con bản RAM và bộ nhớ cao hơn nhé. Đây em cho mọi người xem. Con này của nó lại RAM 3 RAM 6 bộ nhớ 128GB nhé. Đấy, con này, này bộ nhớ cao hơn rất là nhiều. Đấy, bộ nhớ là 128 và RAM 6 nhé. Ừ. Bán cho mọi người là 3 triệu 3 nhé. Đấy, duy nhất con A50. Nếu mà con A50 mà gặp bản RAM 6 bộ nhớ 128 này thì rất là ít. Thường nó chỉ là RAM 4 và bộ nhớ 64 thôi. Nhưng con đấy là bản đặc biệt đấy. RAM 6 nhé. Đây con này thì đẹp xuất sắc luôn. Đấy, nâng thì là nâng ngũ sắc này. Đấy, rất là đẹp. Viền đẹp, kính lưng đẹp, không xước một chút gì. Con này phải nói là đẹp xuất sắc. Đấy, nó xếp vào phải dạ 99% luôn rồi. Đấy, kỳ là đẹp luôn. Quá đẹp luôn, viền đẹp y con xanh kia. Và lưng thì đẹp hơn rất là nhiều, lại còn màu ngũ sắc luôn. Đấy. Kính lưng đẹp, không một chút xước gì nhá. Đấy, con này màn đẹp không ám ố gì. Con này thì để em cho mọi người xem về cái RAM và chip RAM và bộ nhớ của nó. Đấy, con này cũng RAM 4 bộ nhớ 64 nhá. Đấy, giống con 2 triệu 9 thì con này đẹp em bán bằng tiền với con RAM 6 kia là 3 triệu 3 nhá. Đấy, hai con này bằng tiền nhau. Con này thì nâng xấu hơn một chút nhưng mà nó được về cái cấu hình nó mạnh hơn nhá. RAM 6 và bộ nhớ 128. Đấy là bản đặc biệt của A50. Đấy, nên là em bán hai con này bằng tiền nhau. Con này thì thấp hơn này. Đấy, còn con này là con A9 Plus, con A9 2018. Con này thì viền xấu nhá. Viền viền xấu. Nhưng em đảm bảo với mọi người kính lưng và viền viết các thứ zin đét hết nhé. Con này zin 100% luôn. Màn zin, kính lưng zin, viền zin. Nên là viền nó xấu như này nhưng mà nó zin thì em giữ cho mọi người, bởi vì thay cho mọi người thì viền cũng được thôi nhưng mà nó bóc ra nó không còn được khít các thứ như này nữa. Đấy. Nếu mọi người không quan trọng về hình thức thì con này quá ok luôn. Con này đằng sau của nó này, cam 4 cam nhá. Con này cam của nó góc rộng cực kỳ là tốt luôn. Nó có cam góc rộng này, cam tele các thứ của nó cực kỳ tốt, cảm biến vân tay này. Con này bán cho mọi người là 3 triệu 3 nhá. Con này bản Việt 2 sim này. Đây, màn đẹp không ám ố gì nhá. Đấy, màn rất là đẹp luôn. Không một chút ám ố gì. Đây, em cho mọi người xem về cấu hình của nó. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 luôn. Đây này, con này RAM 6 nhé. Đấy. Con A9 này cấu hình của nó rất là mạnh luôn. RAM 6 bộ nhớ 128GB nhé. Bán cho mọi người là 3 triệu 3 thôi. Đấy. Bằng con tiền con A50 kia. Nhưng mà màn của nó khá là rộng, đẹp. Đấy. Nếu mà xét về độ lam tính thì con A9 này nó sẽ cứng cáp hơn và lam tính hơn so với con A50, bởi vì cái A9 này của nó là viền kim loại, còn con A50 này thì nó lại là viền nhựa nhé. Đấy, lưng nhựa. Như con A9 này thì có lưng kính này, đấy, viền kim loại. Nói chung là con A9 này thì nó có những hoàn thiện nó cũng khá là cao cấp. Đây cũng là con A9 2018 này. Con này thì đẹp. Lưng đẹp luôn. Bản Việt 2 sim nhé. Đây, kính lưng zin này, thông số nhà sản xuất này, email các thứ ở đấy hết này. Đây, viền con này thì rất là đẹp luôn. Đây, em soi cho mọi người xem này. Quá đẹp luôn. Đó.
không bị xước móp gì như con kia đâu nhá. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, quá đẹp. Con này màn đẹp, không có một chút á mấu gì. Đấy, con này nói chung đa số A9 Plus này nó đều là RAM 6 và bộ nhớ 128 hết. Đấy, đều là RAM 6 bộ nhớ 128 nhé. Con này em bán cho mọi người là 3 triệu rưỡi, hơn con vỏ xấu kia 200 nghìn thôi. Đấy, nếu mọi người quan trọng về hình thức đẹp điếc các thứ thì chọn con này nha, 3 triệu rưỡi, rất là đẹp luôn, máy màu đen, cực kỳ là đẹp luôn. A9 Plus, RAM 6, bộ nhớ trong 128 này. Con này là con A30S. Con này hãng còn bảo hành chính hãng đến 17 tháng 10 2020. Hãng còn mấy ngày nữa cơ, bảo hành chính hãng. Đấy, con này hãng còn bảo hành chính hãng nhé, đến tháng 17 tháng 10 2020 này. Con này con A30S, con này IMEI rất là đẹp, 5555. Đấy, con này bản Việt 2 SIM nhé, 2 SIM MV số 2 ở dưới này. Con này bán cho mọi người là 3 triệu 6 này. Màn thì đẹp, không có một chút ám mố gì luôn, viền viếc đẹp, bởi vì nó vẫn còn bảo hành chính hãng nên là rất là đẹp luôn, không có xước sát hay móp miếc gì cả. Con này chủ cũ họ dùng rất là giữ luôn ấy, đẹp keng luôn này. Con này nó xếp vào dạng là 99% mà, bởi vì vẫn còn bảo hành chính hãng luôn cơ mà. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Con này để em xem cấu hình cho mọi người xem. Đây, con này RAM 4 bộ nhớ 64 nhá. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 64GB này. Đấy, rất là đẹp luôn. Màn hình đẹp trong, không có một chút ám ố gì. A30S nhé, bán cho mọi người là 3 triệu 6 nhé, vẫn còn bảo hành chính hãng này. Đấy, dùng quá yên tâm luôn riêng con máy đấy. Còn con này thì là con A31. A31 thì là dòng mới ra của Samsung rồi. Nhìn trên lưng rất là đẹp. A31 thì nó có những cái đường xiên ở lưng này. Đấy, còn A30S thì nó cũng có đường xiên, còn A30 thì nó sẽ cũng không có đường xiên như này, nó là kính lưng màu trơn thôi. Đấy, từ dòng A30S trở lên là nó có những cái đường xiên này. Đấy, mọi người thấy không? Đây là con A31 nhé. A31 đấy, kính lưng 7 màu rất là đẹp đẹp luôn. Cái này lưng lưng nhựa thôi, lưng này lưng nhựa 7 màu rất đẹp luôn. Đấy, cam kia thì cực kỳ là khủng, đẹp chất luôn. Đấy, cam này thì bao chất cho mọi người luôn. Đấy, rất là đẹp chất. Con này thì vỏ thì siêu đẹp luôn, không có một chút gì gọi là chảy xước móp mép cấn kiếc gì cả, bao đẹp luôn nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy không, đẹp xuất sắc luôn, không có gì phải chê. Con này à, nếu mà có hộp ấy, lau sạch tinh đi, đóng mới bỏ hộp được luôn. Con này bán cho mọi người là 4 triệu 3 nhé, A31 nhé. Đấy, con này bản Việt 2 SIM nhé. Đấy, hãng còn bảo hành đến 26 tháng 7 2021, tức là gần 1 năm nữa, giờ là tháng 10, nó còn 10 tháng bảo hành nữa. Nói chung là con này còn gần 1 năm tháng bảo hành nữa. Con này để em cho mọi người xem cấu hình của nó. Con này là RAM 6 nhá, RAM 6 bộ nhớ trong 128 nhá, A31 nhá. RAM 6 này bộ nhớ trong 128GB này. Con này cấu hình khá là mạnh luôn. RAM 6GB, bộ nhớ trong 128, hãng còn bảo hành chính hãng đến 26 tháng 7 2021 nhá. Đấy, những con máy mới này thường em sẽ check bảo hành hết, nó còn bảo hành hãng em sẽ ghi ngày bảo hành hãng cho mọi người ở đằng sau này. Đấy, hoặc là mọi người chỉ cần nhấn sao thang 06 thang này, sao thang 06 thang này. Đấy, thì lấy cái số email này tra ở trên cái trang website của hãng Samsung ấy. Đấy, tra check bảo hành của Samsung ấy thì nó sẽ ra luôn mà. Em check con này thì nó ra còn bảo hành chính hãng là 26 tháng 7 2021 nhé, rất là dài luôn. A31 cực kỳ là đẹp, bán cho mọi người là 4 triệu 3 nhé. Mua con này thì chả khác gì mua máy mới luôn rồi. Ok, đến con Note 8 này. Note 8 này bán cho mọi người là 2 triệu 7. Con này bản Mỹ nhé, bản Mỹ 1 SIM. Bản Mỹ thì nó mới có cái chữ Galaxy Note 8 ở đằng sau này. Còn bản Việt, bản Hàn ấy, thì nó sẽ không có chữ Galaxy Note 8 này, mà nó chỉ có cái thông số model máy và email các thứ ở dưới này thôi. Riêng bản Mỹ thì nó có tên máy ở đây. Con này là bản Mỹ nhá, kính lưng zin đấy, thế là nó cũng vẫn còn cái chữ ở đấy. Đây, viền con này thì cũng cấn móp một chút rồi. Đây, cho mọi người xem đấy, cái viền của nó này.
Đấy, bị cấn móp như này nhá. Đó. Con này móp chỗ bút này cũng khá là sâu đấy. Trên đầu này thì nhẹ hơn nhá. Đấy, móp này đầu nhẹ hơn. Nói chung phần đầu thì nhẹ hơn, phần dưới này thì bị mỗi chỗ bút này thôi. Đấy. Kính lưng thì zin nhé. Ừ. Kính lưng zin này, màn zin bị đốm một chút ở góc này. Đây, đốm ở góc này nhé. Còn màn đẹp không có một chút ám ố gì. Đây, em thử cảm ứng các thứ cho mọi người xem này. Đấy. Cảm ứng rất là mượt mà luôn, không có một cái điểm chết cảm ứng nào cả. Cực kỳ là mượt mà. Đấy, lệnh test của cảm ứng của Samsung là các bạn nhấn sao thăng cho nó vào tút này. Đấy. Nó ra là lệnh cảm ứng. Đấy, rất là mượt mà. À, đây thử màu này. Đấy, không có một chút gì là lỗi lầm về cái màn hình này, ngoài cái vết đốm này ra nhé. Đấy. Đốm ở góc cong rất là đẹp luôn. Đấy. Nếu mà nó nhìn như này thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến ví dụ như các hiển thị của máy cả. Rất là mượt mà, màn hình đẹp, không có vệt ám yếp gì cả. Đấy, trắng tinh luôn. Đấy. Còn Samsung Note 8 nhé, bán cho mọi người là 2 triệu 7 nhé. Con này quá ok luôn. Bản Mỹ thì nó trùng dùng chip Snapdragon nên nó chạy, nếu mà so về dòng Note của Samsung ấy, mà bản Mỹ thì bao giờ mượt hơn bản Việt với lại bản Hàn. Bởi vì nó dùng con chip Snapdragon. Đây em cho mọi người xem một bộ nhớ của nó nhé. Con này cũng RAM 6 nhé, bộ nhớ 64 GB. Samsung Note 8 nhé. Đấy. Con này là con A6 Plus, con này viền cũng cấn móp tương đối, nói chung là cũng tương đối. Nói chung vỏ nhôm nguyên khối thì cũng không thể tránh được vết cấn móp này. Con này con máy bản Hàn một sim nhé, đây logo nhà mạng Hàn này. Đấy, con này vỏ thì cam kết mọi người là zin luôn. Đấy, có hỗ trợ hai cam này, cảm biến vân tay đằng sau này. Con này thì màn đẹp không có một chút ám ố gì luôn nhé. Con này có một cái đặc điểm là cam trước rất là khủng luôn, cam trước của nó là 24 MP luôn. Đấy, cam trước mọi người xem cực kỳ là khủng luôn. Đấy. Rất là đẹp, bán cho mọi người là 1,9 triệu nhé. Con này là con S9 Plus, con này cũng bản Mỹ nhé. Đấy. Riêng đặc thù của bản Mỹ là bao giờ nó cũng ghi cái chữ model ở đây. Đấy. Ví dụ như con Note 8 là Galaxy Note 8, còn đây là con S9 Plus thì nó ghi là Galaxy S9 cộng ở đây. Đấy. Nhưng mà bản Mỹ nó sẽ ghi như vậy. Con này bản Mỹ một sim nhé, bán cho mọi người 1 5 triệu này, kính lưng zin này, viền đẹp nhé. Con này viền đẹp nhưng nó không cấn móp như con Note 8 kia đâu. Đấy. Viền rất là đẹp luôn. Nếu mà con này mà lau sạch viền viếc này đi thì nó quá đẹp luôn. Đó. Nè, con này nó còn ghi cả cái dán cái tem của cái chip của nó là chip Qualcomm này. Đấy. Tức là chip này chip của Qualcomm sản xuất nhé. Còn những bản Hàn, bản Việt ấy, thì nó sẽ là chip Exynos của Samsung sản xuất. Đấy, chứ còn chip Qualcomm sản xuất thì nó dùng con chip Snapdragon nhé. Con này chạy rất là mượt luôn. Đấy, viền đẹp, kính lưng zin đẹp này, không nói chung là xước rất là nhẹ thôi ở cái kính lưng này. Đấy. Viền đẹp, màn đẹp. Con này màn đẹp nhé, không có một chút gọi là ám ố hay là đốm điếc gì cả, trong veo luôn. Đấy. Cảm ứng riếc rất là mượt mà luôn. Đấy. Không có gì phải chê trách gì con S9 Plus này nhé, quá mượt mà luôn. Cực kỳ là mượt mà. Đấy. Không có gì phải chê trách gì con này cả. Đấy. Bán cho mọi người là 5 triệu nhé, Samsung S9 Plus nhé. Đấy. Máy zin đẹp keng luôn. Keng speng. Con này là con Samsung A50s. Đấy. Mọi người nhìn cái đằng sau lưng của nó này. Thì con A50 này, đây là con A50s thì nó có những cái đường vân xiên này, đấy. Kiểu hình xiên kiểu lục giác ấy, đấy. Xiên 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 xiên. Còn cái lưng của A50 ấy, nó cũng có những lưng 7 màu nhưng mà nó không có những đường xiên đấy nhá. Đấy, nên mọi người nhìn còn cam kia các thứ thì nó giống nhau. Đấy. Nhưng mà cái xét về cấu hình ấy thì con A50 và A50s đều cấu hình như nhau nhưng nó khác nhau về cái cam nhé. Cam của con này là 28 MP, còn cam này là 46 MP. Đấy, con A50s thì cam của nó độ phân giải gấp đôi nhé. Đấy. Nên là nó có giá thành tiền đắt hơn. Đây, con này hãng còn bảo hành đến
mùng 7 tháng 12 2020, tức là nó sẽ rơi tầm gần 2 tháng nữa. Đấy, khoảng 2 tháng nữa. Vẫn còn bảo hành chính hãng nhé, con Samsung A50s này. Đấy, bảo hành chính hãng là đến mùng 7 tháng 12 2020 này, bán ra mới là 4 triệu này. Con này bản Việt 2 SIM này. Con này thì không có gì phải chê luôn, máy đẹp như mới luôn. Đẹp 99,9% luôn này. Cho mọi người xem này, viền quá chuẩn đẹp luôn. Không có một vết gọi là sấy xước cấn móp gì luôn. Đó. Màn hình cũng vậy, đẹp keng luôn. Đó. Trong veo không có chút ám ố gì. Ừ. Đây, em cho mọi người xem về cái cấu hình của nó. Con này RAM 4 nhá. Đấy, cấu hình nó giống như A50 thôi, cũng RAM 4 1.64 thôi. Nhưng nó hơn về cái cam. Cam trước của con này cũng siêu khủng luôn. Cam trước của nó là 32 megapixel nhá. Đấy, quá khủng luôn. Cam sau thì 48. Bán cho mọi người là 4 triệu nhá. Đấy, máy mới đẹp keng, vẫn còn bảo hành chính hãng, dùng quá yên tâm luôn. Con này gần như là mới luôn rồi. Đẹp 99,9% luôn. Còn con này là con A51, con này thì không phải chê một cái gì luôn, quá là xuất sắc, đẹp đẹp như là vừa bỏ hộp ra luôn. Mọi người nhìn thấy lưng của nó rất là đẹp luôn, lưng ánh 7 màu, con này màu xanh này quá đẹp luôn. Nói chung màu xanh này thì anh em nam giới dùng cũng đẹp mà nữ giới dùng cũng đẹp, giữa cái màu này nó lại màu trung tính như vậy cơ. Đấy, viền này quá là ok luôn, đẹp keng sapeng con này, không có gì phải chê trách luôn. Đấy, con này còn bảo hành chính hãng rất là dài luôn, đến 17 tháng 3 2021. Đấy, bảo hành chính hãng nhé. Con này bản Việt 2 SIM này, con này bán cho mọi người là 4 triệu rưỡi, quá là đẹp luôn, không có gì phải chê giếc gì. Đây, A51, A50 nó khác cái A51 nó khác A50 là cái màn hình của nó là màn hình này, màn hình nốt ruồi, nó giống như kiểu là dòng nốt 10 Plus với lại S20, S20 Ultra đấy, tức là những cái dòng máy mới ấy, thì nó sẽ là màn hình đục lỗ như này nhé. Đấy, con này A51 máy đời mới nên nó có màn hình đời mới luôn. Đấy, màn hình nốt ruồi. Con này cho mọi người xem cấu hình của nó nhé. Khá là mượt mà luôn, con này là RAM 6 nhé. RAM 6 bộ nhớ 128 nhé. A51 thì cấu hình nó mạnh hơn hẳn rồi. Đấy, RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Quá là mượt mà luôn, một siêu phẩm này. Màn hình con này là màn hình OLED nhé. Rất là đẹp luôn, cam kia đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Nhìn nét cắt luôn, mọi người thấy không? Không có gì phải chê gì con này luôn, quá là đẹp luôn. A51 nhé, bán cho người là 4 triệu rưỡi. Con này máy mới của nó em nhớ không nhầm ở Thế Giới Di Động mà đang bán là 7990 thì nó là rơi 8 triệu. Thì em bán cái con này cho mọi người nó rẻ đi gần như là một nửa rồi. Mà vẫn còn bảo trì hành chính hãng, mọi người dùng quá yên tâm luôn. Để em thử check lại xem cái giá của con này ở Thế Giới Di Động bán là bao nhiêu với. Mọi người chờ em một chút nhé, em vào em check một chút là sao ra ngay Samsung A51. Check ra mới ở Thế Giới Di Động đang bán. A51 này. Đấy, Samsung A51 này, RAM 6 này, bộ nhớ RAM 6 GB, bộ nhớ 128 này, chuẩn men luôn. 7990 đấy. Quá là nếu mà em bán với giá này gần như là rẻ, tức là 7990 thêm 10.000 nữa là 8 triệu. 8 triệu thì em bán nói chung gần như bằng một nửa giá máy mới luôn rồi gì nữa. 4 triệu rưỡi mà máy vẫn còn bảo hành chính hãng, mọi người dùng quá an tâm luôn. Không khác gì máy mới luôn mà rẻ, mọi người mua rẻ đi đúng một nửa luôn. Đấy, con này con màu đen nhá, mọi người không thích ấy màu xanh thì màu đen này cũng quá là đẹp luôn. Đấy, con này mà 20 tháng 10 đến nơi rồi, con này anh em mua tặng chị em thì bao rụng trứng luôn. Đấy, màu đen này anh em mua dùng thì không phải nghĩ luôn. Con này còn bảo hành đến 27 tháng 1 2021 nhé, nói chung nó vẫn còn mấy tháng bảo hành nữa. Con này cũng đẹp, đẹp xuất sắc luôn, đẹp như con kia luôn. Đây em cho mọi người xem cái viền của nó này. Đấy, nó chỉ gọi là hơi sầm sầm một chút cọ đây,
chứ không phải là cấn bóp gì hay là xước sâu xước giếc gì, nó gọi là kiểu là vết ám ố ở đây một chút thôi, gọi là bụi bám thôi, chứ tất nhiên máy cũ thì không thể tránh được những vết bụi bám đấy rồi. Đấy, con này cũng là RAM 6 bộ nhớ 128 thôi, nói chung là A51 thì cấu hình nó như nhau đấy, RAM 6 bộ nhớ 128 này, màu xanh và màu đen nhé. Mọi người lấy máy nào thì bảo em, đều là 4 triệu rưỡi hết, giá rẻ gần như bằng một nửa so với giá mới thôi. Còn con này là con A71, con này thì còn bảo hành chính hãng siêu dài luôn, con này còn bảo hành chính hãng đến 29 tháng 8 2021, gần như là một năm nữa, gần một năm nữa. Con A71 này thì thiết kế cao cấp hơn nhé. À, lưng của nó lưng nhám này, nó không bám vân tay ở đây đấy, mọi người thấy không, nó sẽ không bám vân tay như con A50 này, mọi người nhìn thấy không, cái kính lưng bóng ấy thì nó sẽ bám vân tay này đấy. Đấy là con A51 nhé, nhưng mà con A71 này thì nó sẽ thiết kế cái lưng nhám này, nó không bám vân tay này đấy. Mọi người thấy không, nó đấy là cái sự khác biệt của những dòng máy cao cấp hơn nhé. Con này hãng còn bảo hành chính hãng đến 29 tháng 8 2021 này. Con này bản Việt 2 SIM, bán cho mọi người là 6 triệu tư nhé, zin đét luôn 100%, gần như là máy mới luôn. Đây, đẹp keng speng luôn, nó còn không có vết ám ố gì như con A51 kia luôn đấy chứ. Mọi người thấy không, cái viền của nó bóng soi gương được đây này đấy, mọi người nhìn thấy nó còn soi gương được luôn đấy. Nó không còn, nó không có vết ố như con A51 kia luôn đấy. Đấy, bởi vì con này mới sử dụng mà. À, con này mới kích hoạt từ 29 tháng 8, gọi là cuối tháng 8 đầu tháng 9, mà bây giờ mới tháng 10, con này mới dùng được có hơn tháng gì đâu, gọi là bắt đầu tháng 9 đi, tháng 9 tháng 10 thì bây giờ mới gọi là còn dùng được hơn tháng gì đâu, con này mới dùng được hơn tháng thôi mọi người nhé. Ừ, gần như là máy mới thôi. Đấy, con này bán cho mọi người là 6 triệu tư, mới dùng được hơn tháng. Để em check từ giá mới, mọi người chờ em chút, em check giá mới của con A71 để thử xem là giờ là bao nhiêu, bởi vì em thì em chỉ biết là giá nhập, xong rồi em kênh lên khoảng tầm 100 150 một máy thôi, nên là em không quan tâm đến giá mới mấy, bán cho 10 giá hợp lý thôi. À, con này máy mới của nó vẫn là đây này, A71 này, giá máy mới của nó vẫn là 8990, 8990, gọi là 10.000 nữa là 9 triệu, 10.000 nữa 9 triệu, mà con này mới dùng được có hơn một tháng. Mọi người mua con này thì sẽ lãi được 9 triệu mấy, 9 triệu trừ đi mọi người lãi được 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6. Em bán thế này mọi người sẽ lời được 2 triệu 6. Ừ. Nói chung là mọi người sẽ lãi được 2 triệu 6 dùng con A71 này, nói chung máy đẹp gần như mới luôn, bảo hành chính hãng dài. Đấy, bán cho mọi người là 6 triệu 4 nhé. Ừ. Còn này đánh quá đẹp luôn, à xuất sắc, không có gì phải chê. Con này thì cấu hình siêu khỏe luôn, quên chưa mọi người xem cấu hình, con này RAM 8 GB đấy, RAM 8 GB bộ nhớ trong 128 GB, quá khủng luôn, RAM kia quá khủng luôn. Con này chạy cực kỳ là mượt mà, màn hình nốt ruồi rất là đẹp luôn. Đấy, phong cách luôn, nói chung là màn hình này, kiểu dáng thiết kế này là kiểu dáng cao cấp rồi. Đấy, lưng nhám như kiểu Note 20. Nói chung là chỉ có những dòng máy mới ra bây giờ thì nó mới thiết kế cái kiểu lưng nhám này. Còn thiết kế trước đấy rồi thì nó sẽ là kính bóng. Kể cả như dòng Note 8 kia nó cũng là kính bóng, không còn chỉ có dòng đời mới. Bây giờ ví dụ như là Note 20 hay S20 các thứ thì nó mới ra lưng nhám thôi. Còn đây là con Oppo Zeno 2 nhé. Oppo Zeno 2 này bán cho mọi người là 6 triệu này, máy mới full hộp luôn. Con này cũng RAM 8 này, bộ nhớ trong 100 256 GB này. RAM 8 này, bộ nhớ trong là 256 GB. Máy mới nguyên hộp đây, sách hướng dẫn sử dụng này. Đây, máy mới này. Oppo Zeno 2 rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy đẹp. Con này thì máy mới mà bỏ hộp rồi nên là chả có ố yếc hay là xước xước gì đâu nhé mọi người nhé, mọi người nhìn nữa, không có một vết ố vết chảy xước nào gì luôn. À, thấy không, cái viền của nó này nét căng như thế này mà
Đấy. Không có gọi là ám ố yếc các thứ gì ở đây nhé. Đấy. Nét căng luôn. Đây, cam trước. Đây, màn hình con này em đánh giá cao nhất của nó là cái màn hình của nó thiết kế tràn hết viền, cân đối. Không có giọt nước tai thỏ gì ở đây cả. Đấy, rất là cân đối luôn. Bán cho mọi người là 6 triệu này. Đấy, cam thụt thò này nhé. Đấy, cam đây, cam sau nhé. Cam trước này, em cho mọi người xem. Đó, nó là cam thụt thò này. Đấy. Nên là cái màn hình nó có cái cam thụt thò đấy, nên là cái màn hình của nó mới tràn được viền hết như này. Con này bán cho mọi người là 6 triệu nhé. Con này RAM 8, bộ nhớ 256. Đấy. Con này nếu mà so với con A71 này thì giá nó rẻ hơn con A71 này. Nhưng mà con A71 này thì có bảo hành dài hơn. Đấy, bảo hành của nó bảo hành chính hãng dài hơn. Con Oppo này Zero 2 này tuy là máy mới full book chưa qua sử dụng nhưng mà con này đã kích hoạt bảo hành rồi, nên là con này còn bảo hành chính hãng khoảng 1-2 tháng gì đấy. Em chưa check được bảo hành những dòng Oppo này, bởi vì nhà em còn khá là nhiều cái dòng Oppo Zero 2 này, nên là em bán xả kho cho mọi người giá 6 triệu thôi. Đấy, phụ kiện này được tặng ốp lưng này, ốp lưng da rất cao cấp này. Đây, tai nghe củ sạc cáp sạc này chưa sử dụng luôn. Đấy, nguyên hết siêu luôn, chưa qua sử dụng nữa. Đấy, con này RAM 8, bộ nhớ 256. Đấy, nếu mà so về RAM với lại bộ nhớ thì nó sẽ hơn con Oppo A71 kia, nhưng mà con này nó lại có một cái nhược điểm là nó không còn bảo hành dài bằng Oppo bằng con Samsung A71 này thôi. Đấy, tí nữa thì vỡ. Đó, lại trơn quá, nó mới bóng quá cầm trơn. Vỡ thì chả vỡ được con Oppo, vỡ con Samsung kia thì toang luôn, bởi vì màn hình Samsung rất là đắt nha mọi người nhé. Bởi vì công nghệ màn hình Samsung nó là đẳng cấp nhất thế giới. Nếu vừa nói về smartphone này, rất nhiều hãng mua công nghệ của màn hình của Samsung, là iPhone cũng mua công nghệ của màn hình của Samsung mà. Ok, tổng kết lại bán cho mọi người thì là còn A50 này bán cho mọi người là 2 triệu 9 này. Con này bản Việt 2 SIM nhé. Đấy, viền thì chảy xước móp một chút nhé. RAM 4, bộ nhớ 64 này. Con này thì kính lưng hơi xước, viền đẹp nhé. Viền đẹp này, kính lưng hơi xước một chút này, màn đẹp. Con này RAM 6, bộ nhớ trong 128 nhé. Bản đặc biệt của A50 này bán cho mọi người là 3 triệu 3 này. Cũng bản Việt 2 SIM này. Con này thì đẹp xuất sắc luôn, chả có xước xíu gì ở đâu cả. Con này bản bình thường, RAM 4, bộ nhớ 64, cũng bán cho mọi người là 3 triệu 3 luôn nhé. Đấy, bằng tiền, hai con này bằng tiền nhau. Đấy, một con thì kính hơi xước một chút thôi, nhưng mà nó cấu hình mạnh hơn. Em bán hai con bằng tiền nhau. Còn con này là A9 2018, con này bán cho mọi người là 3 triệu 3 viền xước này. Đấy, RAM 6, bộ nhớ trong 128 GB, toàn cấu hình khủng luôn. Hôm nay toàn những con cấu hình khủng. Con này thì đẹp xuất sắc. Đấy, bán cho mọi người là 3 triệu rưỡi này. Con này Samsung A30s RAM 6 này, bộ nhớ trong 128, y mới quá đẹp luôn, 3,5. Hãng còn bảo hành chính hãng đến tháng 17 tháng 10, hãng còn mấy ngày nữa. Bán cho mọi người là 3 triệu 6 này, A30s nhé, đẹp. Con này là A31 này, bảo hành đến 26 tháng 7 2021, gần như 1 năm nữa. Bán cho mọi người là 4 triệu 3 này. Con Samsung Note 8 đốm này bán cho mọi người là 2 triệu 7 nhé. Note 8 đốm nhé, bản Mỹ nhé, một sim. Đấy, màn hình đốm này, đốm như này nhé. Đấy, đốm ở góc này. Đấy, bán cho mọi người là 2 triệu 7 này. Samsung Note 8 nhé, RAM 6, bộ nhớ 64 nhé. Con này là con A6 Plus, con này RAM 3, bộ nhớ 32 này, bán cho mọi người là 1 triệu 9 này. Con này là con S9 Plus bản Mỹ này, một sim này, bán cho mọi người là 5 triệu này. Con này là A50s này, bán cho mọi người là 4 triệu này, bản Việt 2 sim. Hãng còn bảo hành chính hãng đến mùng 7 tháng 12 2020 nha. Nói chung hãng còn khoảng 2 tháng nữa. Con này là con A51 này, hãng còn bảo hành chính hãng đến 17 tháng 3 năm 2021 này.
Bán cho mọi người là 4 triệu rưỡi này, bản Việt 2 sim nhé, đẹp xuất sắc luôn, không một vết xước, Alamode nhé, quá đẹp luôn. Con này Alamode này, hãng còn bảo hành chính hãng đến 27 tháng 1 2021 này, bán cho người là 4 triệu rưỡi nhé. Nói chung là giá 4 triệu rưỡi là rẻ gần như bằng một nửa so với giá mới thôi. Còn A71 này thì gần như là máy mới luôn rồi. Đấy, vừa dùng được có hơn tháng thôi mà nổ 2,6 triệu. Đấy, bán cho mọi người là 6 triệu tư nhé. 6 triệu tư A71 nhé. Còn con này bán Oppo Zeno 2 này, bán cho mọi người là 6 triệu nhé. Máy full hộp luôn. Đấy, thì mọi người lấy máy gì thì mọi người liên hệ qua số Zalo 0344 999 456 giúp em nhé. Thì giá đây em bán là giá chưa bao gồm phụ kiện, trừ máy phun hộp về ra thôi. Còn miếng dán với ốp lưng thì bọn em sẽ auto tặng. Những máy nào có ốp lưng thì bọn em sẽ tặng thêm ốp lưng, còn những máy nào hết rồi thì bọn em sẽ tặng sau. Còn bọn em có thì bọn em sẽ auto tặng miếng dán cường lực và ốp lưng nhé. Thì mọi người lấy máy nào thì cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 456, em có để số Zalo ở trên màn hình nhé. Đây, còn XS Max hàng Trung Quốc này, đấy, chạy hệ điều hành Android này. Đấy, mọi người mà thích trải nghiệm con này thì em bán cho mọi người 450 thôi, tức là em mua con lại của bạn khách nên là 400.000 rồi, thì mọi người trả thêm cho em 50.000 tiền xăng em đi ship cho mọi người nữa thôi. Đấy, nếu mà lấy thì trải nghiệm thì bảo em nhé. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nhé.